Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài chính luận của tác giả Trần Trung Đạo. Khi tiếng khóc chính là lời tố cáo. Dù dưới một quan điểm tôn giáo nào, sự có mặt của con người trên thế giới này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Với tác giả bài viết này và có lẽ với nhiều độc giả, tiếng sóng vỗ vào thành ghe trong một đêm dòng bão như vẫn còn vang vọng đâu đây, nhưng đã hơn 30 năm rồi. Một triết gia đã viết, mỗi bước chân ta đi trong ngày là một bước gần hơn đến với ngôi mộ của mình. Con người sinh ra đều trơ trụi giống nhau, nhưng cuộc đời và cách chết đã làm họ khác nhau. Có những người chết đi để lại nhiều lợi lạc cho hậu thế, một cách sống đạo đức cho con cháu noi gương. Nhưng cũng có những kẻ chết đi dù được che đậy dưới lớp hào quang giả tạo rực rỡ dương nào hay bức tường thành thông tin bưng bít dày đến bao nhiêu. Tội ác của họ cũng có một ngày được phanh phui để lộ nguyên hình những ác nhân thời đại. Con khủng long chết 65 triệu năm trước vẫn còn được tìm ra nói chi là con người. Lịch sử là lương tri và từ sơ khai đến hiện đại, lịch sử luôn phán xét công bằng. Cho đến nay, chưa ai tránh thoát. Một buổi sáng tháng 9 năm 1997, trên đường phố Kankunta, hàng triệu người dân Ấn Độ đứng dọc hai bên đường để tiễn đưa một nữ tu đã dâng hiến gần trọn đời của mình cho lớp người cùng khổ. Con đường đó, từ năm 1929, nữ tu gốc Albany thuộc dòng Loreto Sisters đặt chân đến lần đầu khi mới 19 tuổi. Vỉa hè Cancunta là nơi nữ tu thường đến để ngồi an ủi những người đang chết. Không có ngay cả một viên thuốc, nữ tu chỉ biết cầm lấy bàn tay đầy máu mũ của bệnh nhân và xua đuổi đi bầy kiến đang bám lên vết thương đau nhức. Nhiều bệnh nhân đã đáp lại bằng cách mỉm cười thay cho lời cảm ơn trước khi hắt ra hơi thở cuối cùng. Và những khu nhà ổ chuột ở Cancunta này là nơi chiều chiều nữ tu một tay cầm một chiếc khăn và tay kia cầm một cục xà phòng đến tắm cho trẻ em nghèo trong xóm. Nhiều năm sau, chính đám trẻ này là những người đầu tiên gọi nữ tu là mẹ, mẹ Teresa như nhân loại biết hôm nay. Ngày 5 tháng 9 năm 1997, mẹ không đến nữa vì hôm đó là ngày mẹ ra đi quan tài mẹ teresa được phủ quốc kỳ ấn độ thay vì albania nơi mẹ chưa một lần trở lại ngày đi mẹ vẫn mặc chiếc áo vải trắng viền xanh sari trị giá một rupee mẹ tự sắm cho mình sau khi chính thức rời khỏi dòng tu loreto sisters đoạn đường từ quảng trường netaji nơi tổ chức thánh lễ đến căn nhà của mẹ nơi mẹ sẽ yên nghỉ chìm trong không khí tôn nghiêm trang trọng những em bé Ấn Độ tay cầm những bông hoa nhỏ vẫy chào. Tất cả đều cúi đầu khi quan tài do một chiếc xe kéo súng quân đội kéo ngang qua. Chính phủ Ấn dành cho mẹ một vinh dự đặc biệt vì chính chiếc xe kéo pháo cũ kỹ này đã kéo quan tài của thánh Mahatma Gandhi ra nghĩa trang năm 1948. Nhân loại tiếc thương mẹ, nhân dân Ấn Độ biết ơn mẹ và chính những người cùng khổ ở Cancunta đang sắp hàng hai bên đường cảm ơn mẹ. Nhưng ngoài tiếng máy xe kéo pháo nhịp đều, không có một sự ồn ào nào khác. Trên xe, những nữ tu và người lính ngồi im lặng, không ai khóc lớn, không ai than vang, không ai lăn lộn, không ai kể lễ. Niềm thương tiếc chân thành thánh thiện đã cô động thành ngọc bích và lắng sâu xuống tận đáy lòng. Sự ra đi của mẹ Teresa và nhiều bậc vĩ nhân khác đơn giản như họ một lần đã ghé thăm hành tinh của chúng ta. Bên kia những cuộc chia tay đầy ấp tình nhân loại như thế là những cái chết của các lãnh tụ Cộng sản đã diễn ra như những vở kịch được biên tập tất cả đặc tính bi hài, tò mò, chân thành, giả dối đến tận cùng. Trước tang lễ có 102 của Kim Nhật Thành, thì tang lễ Stalin được xem như là một tang lễ đáng ghi nhớ nhất trong lịch sử tang lễ của các lãnh tụ Cộng sản. Ngày 9 tháng 3 năm 1953, hàng triệu người tập hợp tại Hồng Trường để chào vĩnh biệt đại nguyên soái Joseph Stalin của họ. Theo chi tiết ghi lại trong trang web của báo Pravda, cũng như theo mô tả của Brenda Hogan, trong tác phẩm Joseph Stalin, Dictator of the Soviet Union, thì khoảng 500 người chết chỉ vì chen lấn nhau để đến gần kháng đài. Tại Việt Nam, vì xa xôi cách trở không tham dự được, nhưng cũng làng trên xóm dưới xôn xao khi nghe tin ông mất và ít ra cũng có tố hữu đã khóc đến mức xé ruột, xé lòng trong bài thơ Đời đời nhớ ông bất hữu cảnh khóc than thê thảm tương tự đã diễn ra trong tang lễ của Mao Trạch Đông tại Thiên An Môn năm 1976. Hà Nội năm 1969 với những cô công nhân mặc sưng húp vì mấy ngày đêm khóc không còn nước mắt. Nếu những tên đồ tể Nikolai Saucescu không bị xử bắn, Pol Pot không chết trong rừng, Erich Honecker không chết trong lưu đày, tang lễ của họ chắc hẳn cũng ngập đầy nước mắt. Và mới đây, các cơ quan truyền hình trên thế giới đồng loạt đưa tin về cái chết đột ngột của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Nhật và lòng trong các bản tin là cảnh hàng trăm ngàn người dân Bắc Hàn từ cụ già đến em bé, từ thiếu nữ đến thanh niên đều khóc lóc thê thảm, khóc lăn lộn, khóc đến ngất xỉu. Theo tin chính thức của Bắc Hàn, đã có 5 triệu người, tức là hơn 20% dân số, bằng nhiều cách bày tỏ lòng thương tiếc dành cho lãnh tụ kính yêu Kim Chính Nhật. Các cơ quan truyền thông quốc tế dành nhiều thời gian để tìm hiểu về hiện tượng khóc rất lạ đời này. Song Jong-un trước đây vượt thoát từ Bắc Hàn cho biết, nếu bạn không khóc một cách công khai, bạn bị xem là có thái độ sỉ nhục lãnh tụ và có thể bị kết án chống lại nhà nước. Tuy nhiên, trong lúc rất nhiều người phải khóc, khóc không ra nước mắt thì cũng có rất nhiều người đã khóc một cách chân thành chỉ vì các vi trùng tôn thờ cá nhân ăn sâu vào nhận thức và họ đã bị hoàn toàn tẩy não. Tại Bắc Hàng, mỗi gia đình đều có một bức ảnh của Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Ban kiểm tra hình lãnh tụ theo định kỳ đến khám xét từng nhà. Gia chủ sẽ bị phạt nếu hình của cha con họ Kim không được lau chùi đúng tiêu chuẩn. Cái bệnh tôn thờ lãnh tụ tại Bắc Hàn nó trầm trọng đến nỗi người dân có thể chết chỉ để bảo vệ bức ảnh của cha già dân tộc. Theo hồ sơ tội ác của Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật do giáo sư Chris M. Kang chuẩn bị để truy tố trước tòa án quốc tế ngày 4 tháng 6 năm 1997, một chiếc ghe đánh cá bị sóng đánh chìm, thủy thủ trên ghe đã buộc chân dung của Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật vào phao cấp cứu để hai bức ảnh khỏi chìm trong lúc các thủy thủ đã chết đuối. Khi hai bức ảnh được Hải quân Bắc Hàn tìm được, những thủy thủ bị chết đuối được tặng danh hiệu Anh hùng Cộng Hòa. Ngoài ra, tạp chí Time cũng đã tường thuật một trường hợp hỏa hoạn ở Bắc Hàn. Chủ nhà đã lo cứu các bức ảnh trước khi cứu con của mình. Tháng 4 năm 2003, theo tạp chí Economist, một chiếc xe lửa ở Bắc Hàn không may chạy trật đường ray và đụng vào một tòa nhà lớn. Cả xe lửa lẫn tòa nhà đều bốc cháy, hàng trăm khách trong xe và người trong tòa nhà vừa bị chết vừa bị thương. Thế nhưng khi những người dân Bắc Hàn tới cứu, họ đã cố tìm cách dập tắt ngọn lửa đang đốt cháy tấm chân dùng lớn của kim chính nhật treo trên tòa nhà trước khi cứu chữa những người bị thương đang sắp chết cháy trong nhà. Người dân Bắc Hàn không có cùng một ý niệm về không gian và thời gian như phần còn lại của nhân loại. Ngày tháng và nơi chốn đã bị thay đổi sau khi Kim Nhật Thành xóa bỏ niên lịch công nguyên và thay vào đó bằng lịch Juche, lấy năm sinh của ông ta làm chuẩn. Ví dụ, năm 2000 là năm cuối cùng của thiên niên kỷ đối với phần lớn thế giới, nhưng mà tại Bắc Hàn thì chỉ mới là năm Juche 99. Trong một bài bình luận của Rodolphe Simon, cơ quan thông tin chính thức của Đảng Công nhân Triều Tiên phát hành ngày 31 tháng 8 năm 1997, viết về Kim chính nhật Nhân dân Triều Tiên tuyệt đối tôn kính, tin tưởng và theo chân tướng quân như Thượng Đế. Tư tưởng quý giá này căn cứ vào sự kiện rằng họ đã cảm nhận một cách sâu sắc sự vĩ đại của tướng quân từ đáy lòng họ tướng quân là thầy giáo vĩ đại dạy nhân dân triều tiên ý nghĩa thật sự của cuộc sống là người cha đã ban cho họ đức tính liêm khiết chính trị quý giá và là một ân nhân có trái tim nồng ấm dịu dàng đã mang đến cho nhân dân triều tiên niềm hạnh phúc trọn vẹn tướng quân là cây trụ tinh thần và là vần thái dương vĩnh cửu của nhân dân triều tiên một số nhà phân tích tâm lý cho rằng vấn đề không phải người dân bắt hàng khóc thật hay khóc giả nhưng chỉ việc khóc một cách tự nhiên và công khai trước ống kính truyền hình đã cho thấy khả năng của chế độ kiểm soát hành vi của người dân chặt chẽ đến chừng nào bộ máy tuyên truyền của đảng cộng sản bắc hàn đã biến toàn bộ xã hội thành một đại gia đình trong đó kim nhật thành chính là ông nội kim chính nhật là cha già và kim chính ân tức là kim jong un đang là đích tôn gia trưởng các bức hình trẻ em vui mừng ngồi trên đùi Kim Nhật Thành hay những cặp vợ chồng mới cưới thay vì đến nhà thờ hay đến chùa đã đến trước tượng Kim Nhật Thành làm lễ ra mắt tổ tiên, cho thấy mối quan hệ giữa quần chúng và lãnh tụ đã vượt qua mối quan hệ chính trị bình thường để trở thành mối dây thiêng liêng, bền bỉ, rất thích hợp với văn hóa Á Đông. Trong lúc, theo Katarina Zellweger, Giám đốc cơ quan thiện nguyện Thụy Sĩ có văn phòng tại Bình Nhưỡng. Mỗi người dân Bắc Hàn chỉ được cấp tiêu chuẩn thực phẩm 150 g mỗi ngày và rất đông người quá đói phải ra đồng đào rễ, cắt cỏ và hái lá để ăn. Gia đình Kim Chính Nhật sống như một đế vương. Theo cuốn hồi ký, tôi từng là đầu bếp của Kim Chính Nhật. Của đầu bếp Nhật Bản từng phục vụ Kim Chính Nhật và ký dưới tên là Kenji Fujimoto. Món ăn khoái khẩu của họ Kim là sushi với tôm tươi. Các thức ăn phục vụ Kim được lựa chọn theo đặc sản của mỗi nước như thịt heo Đan Mạch, đồ biển Nhật Bản, bia tiệp khắc, chuối Thái Lan, đu đủ Mã Lai. Kim chính Nhật nghiện rượu vang. Hầm rượu của y có khoảng 10.000 chai. Theo hồ sơ của BBC, trong thượng đến năm 2000 tiếp cựu Tổng thống Nam Hàn Kim Đại Trọng, Kim chính Nhật đã uống 10 ly rượu vang. Phòng phim của Kim Chính Nhật chứa khoảng 20.000 bộ phim, trong đó Rambo và James Bond là những bộ phim y thích nhất. Gia đình họ Kim không thiếu một món giải trí nào, từ sân bóng rổ đúng tiêu chuẩn NBA, xe gắn máy trực tuyết, dàn karaoke. Cũng theo lời kể của đầu bếp Kenji Fujimoto, Kim Chính Nhật nuôi chó đầy đủ hơn nuôi dân. Trong nạn đói, những nhân viên coi chó cho y đã phải ăn trộn thức ăn của chó để mà ăn. Khi bị bắt, Toán trưởng bị đầy 2 năm trong trại tập trung và các đội viên mỗi người bị đầy 1 năm. Nhân dân Bắc Hàn không biết đời sống xa hoa và tánh tình bệnh hoạn của Kim Chính Nhật. Với đa số người dân Bắc Hàn, Kim Chính Nhật từ khi còn sống cho đến lúc qua đời là thần thoại diệu kỳ. Cơ quan truyền hình chính thức của Bắc Hàn KCNA cho biết, trước giờ họ Kim chết, đỉnh núi Thánh Bạch Đầu Sơn được bao phủ bằng một ánh sáng màu đỏ rực đầy huyền bí cũng theo đài KCNA, không chỉ nhân dân Triều Tiên hay loài người mà cả trời đất cũng thương tiếc trước cái chết của lãnh tụ kính yêu. Nói theo kiểu tố hữu của Việt Nam là đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Mobutu Sisi trước đây được là người có những danh xưng rất độc đáo như nhà cứu rỗi dân tộc, cha già dân tộc vân vân. Nhưng so với cha con họ Kim, Mobutu chỉ đáng là học trò. Tại Bắc Hàn, Kim Chính Nhật ngoài các danh dự được gọi hàng ngày như lãnh tụ kính yêu, đồng chí vĩ đại, tư lệnh tối cao vân vân, còn được gọi trong tiểu sử chính thức là con trời, ngôi sao sáng của đỉnh Bạch Đầu Sơn. Với các bằng chứng tẩy não tinh vi như vậy, việc dân Bắc Hàn khóc thật cũng chẳng phải là chuyện lạ nhân dịp bàn chuyện khóc lóc của người dân Bắc Hàn, thử phân tích một số lý do tại sao chế độ cộng sản có thể tồn tại lâu dài hơn nhiều chế độ độc tài khác trong lịch sử nhân loại thời hiện đại. Một số lý do trực tiếp liên hệ đến Bắc Hàn, trong khi một số lý do khác là lý do tổng quát chung cho cả phong trào cộng sản. Lý do thứ nhất là bộ máy kiểm soát chính trị và xã hội Đảng cộng sản kiểm soát chặt chẽ toàn bộ cơ cấu xã hội một cách tinh vi từ các đơn vị nhỏ đến các băng ngành lớn. Cơ quan tuyên truyền Trung ương Đảng kiểm soát từng chi tiết các sinh hoạt tri thức, thông tin truyền thanh, truyền hình, báo chí. Hệ thống kiểm duyệt trong chế độ cộng sản không chỉ ở trung ương mà theo nhiều tầng lớp. Ngay cả khi tác giả viết bài cũng đã thực thi tự kiểm duyệt vì họ biết những gì nên viết và những gì không được viết trước khi họ nạp bản thảo cho cơ quan kiểm duyệt nhà nước. Bức tường bưng bít thông tin dày nhiều lớp như thế đã che đậy tội ác ngập trời của các lãnh tụ cộng sản. Giáo sư Brian Reynolds Myers, giảng dạy môn nghiên cứu quốc tế tại Đại học Dongseo University in Busan, South Korea, cho biết ngoài một số rất ít lén lút mua được vài bộ phim nam hàng, máy truyền hình trung cộng. Tuyệt đại đa số sản phẩm văn hóa nghệ thuật là sản phẩm của tuyên truyền. Các tác phẩm phim ảnh được duyệt nhiều lần để bảo đảm khi đến người dân không có một tình tiết nào đi ngược với đường lối của đảng. Lý do thứ hai, vì họ chỉ giết chính nhân dân nước họ. Không giống chế độ độc tài Đức Quốc xã tàn sát dân do Thái, lãnh đạo Cộng sản các nước thường giết chết chính đồng bào cùng máu mũ, cùng tổ tiên, cùng đất nước với họ. Ngay từ sau năm 1975, dư luận thế giới đã biết đến tội ác của chế độ Pol Pot. Tạp chí Time còn đăng cả bức hình một tội nhân đang bị đánh vào đầu bằng cuốc. Tuy nhiên, ngoài Việt Nam tấn công chế độ bằng một lý do riêng vào ngày 25 tháng 12 năm 1978, không một quốc gia nào kể cả Liên hiệp quốc có hành động cụ thể để ngăn chặn tội ác của Pol Pot. Khi một chế độ có toàn quyền sinh sát với nhân dân, họ cũng có điều kiện để tồn tại lâu dài. Giống như Pol Pot, cha con Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật đã can tội diệt chủng và chống lại nhân loại. Theo ước lượng của báo chí, ít nhất một triệu người đã chết trong các trại tù Bắc Hàn từ ngày đình chiến cho đến nay. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khoảng 150.000 đến 200.000 người vẫn còn đang bị ở tù. Ngoài ra, khoảng 2,5 triệu người dân Bắc Hàn đã chết trong các nạn đói từ năm 1994. Lý do thứ ba cũng khác với các lãnh tụ Đức Quốc xã thường bị truy tố ngay sau chiến tranh, tội ác của các lãnh tụ cộng sản còn được che giấu một cách tinh vi có hệ thống dưới các nhãn hiệu vô cùng tốt đẹp như độc lập, tự do, hạnh phúc. Vai trò của Kim Nhật Thành trong chiến tranh chống phát xít Nhật, Hồ Chí Minh trong chiến tranh chống Pháp, Fidel Castro trong chiến tranh chống độc tài Batista, Stalin trong chiến tranh chống Đức, Mao Trạch Đông trong chiến tranh chống Nhật được đề cao đến độ nếu không có họ có thể toàn dân tộc đã bị xóa tên khỏi lịch sử loài người. Hình ảnh Mao Trạch Đông chính thức tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hình ảnh Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập đã được đánh bóng sáng đến mức mọi tội ác tày trời khác đã trở thành trộm vặt chỉ trong vòng vài năm sau ngày tuyên bố nhân dân Trung Hoa đã đứng lên, thì 30 triệu nhân dân đã bị giết trong hàng loạt các chiến dịch như chống hữu khuynh, trăm hoa đua nở, bước tiến nhảy vọt, công xã nhân dân, cách mạng văn hóa. Tội ác của Mao chống lại nhân dân Trung Hoa nói riêng và loài người nói chung vượt qua con số do Hitler, Stalin và Leopold Đệ Nhị cộng lại. Tương tự, tại Hà Nội, chỉ vài năm sau cái ngày tôi nói đồng bào nghe rõ không, thì nhiều vạn đồng bào đã không còn cơ hội nghe rõ nữa vì họ đã chết một cách oan ức trong các cuộc đấu tố vô cùng tàn ác. Lý do thứ tư, ngoại trừ trường hợp Khrushchev, Ít khi nào một lãnh đạo Cộng sản đứng lên thẳng thắn vạch trần tội lỗi của lớp lãnh đạo trước. Bởi vì làm như thế là tạo chỗ hở cho kẻ thù chung tấn công vào chế độ trường hợp đặng tiểu bình đối với mao trạch đông là một ví dụ điển hình đặng tiểu bình là một trong những người chịu đựng sự hành hạ và mất mát lớn lao về nhân mạng trong thời cách mạng văn hóa bản thân đặng tiểu bình bị chính mao thanh trừng nhiều lần và con trai của đặng tiểu bình trọng thương khi bị ném từ cửa sổ xuống đường chuyện đời tư của mao từ bản chất độc tài nghi kỵ cho đến cá tính trăng hoa dâm dật đặng tiểu bình biết hơn ai hết nhưng khi lên nắm quyền hành, họ đặng vẫn tiếp tục sơn son thép vàng lên một hình tượng mà cá nhân của y vô cùng căm hận. Trên đồng nhân dân tệ từ đơn vị 1 đồng cho đến 100 đồng vẫn in khuôn mặt mỉm cười của kẻ từng điều khiển bộ máy giết người khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Bởi vì là một trong số rất ít lãnh đạo Cộng sản Lão Thành còn sót lại từ thời vạn lý Trường Chinh và cũng quá thuộc sử tàu, Đặng Tiểu Bình biết giống như các triều đại phong kiến Trung Hoa, đặc tính kế thừa của một quyền lực trung tâm là một yếu tố sinh tử không thể phủ định của chế độ Cộng sản. Điểm trung tâm vỡ, toàn bộ hệ thống cai trị sẽ vỡ theo. Lý do thứ năm, các lãnh đạo Cộng sản thường tận dụng vị trí của kẻ thù đã chết. Những lãnh tụ Cộng sản thường tận diệt kẻ thù còn sống nhưng lại ca tụng kẻ thù đã chết. Stalin ca tụng Lenin, Fidel Castro, Ca tụng Ernesto Che Guevara, đặng tiểu binh thì ca tụng Mao Trạch Đồng. Lấy trường hợp của Che làm ví dụ, nếu Ernesto Che Guevara không làm cách mạng phiêu lưu Nam Mỹ mà tiếp tục ở lại Cuba, thật khó tưởng tượng ông ta có thể sống sót dưới bàn tay của Fidel Castro. Một rừng không thể có hai cọp, một nước không thể có hai vua. Đừng nói chi là quan hệ giữa Che và Fidel Castro rạn nứt trước khi Che tạm biệt vợ con lần cuối và lên đường đi Bolivia cuối năm 1966. Che chủ trương kỹ nghệ hóa đất nước, Fidel Castro chủ trương củng cố quyền lực trung ương. Sự khác biệt của Che và Fidel Castro khá giống như trường hợp của Lưu Thiếu Kỳ và Mao Trạch Đông. Nhưng hôm nay, nếu ai đến Havana sẽ gặp hình ảnh của Che trên khắp ngã đường. Sát chết không nghe được lời ca tụng, không nếm được mỹ vị cao lương, không sống trong các biệt thự có kẻ hầu nghề hạ. Chỉ có cái đám độc tài đang thống trị đất nước mới thật sự là những kẻ hưởng thụ quyền lực. Lý do thứ sáu, che đẩy tội ác của nhau. Thật vậy, nếu không chính từ miệng của Khrushchev nói ra trong diễn văn dài 4 giờ đồng hồ giữa khuya ngày 2 tháng 5 năm 1956 trước Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Liên Xô, có thể sau khi chế độ Xô Viết sụp đổ, nhân loại mới biết Stalin là một người luôn ngờ vực một cách bệnh hoạn. Sự hoài nghi bệnh hoạn đó làm cho Stalin không tin tưởng ngay cả những lãnh đạo cao cấp đã từng làm việc với y nhiều năm. Nhìn đâu Stalin cũng thấy những kẻ thù, người hai lòng dạ hay gián điệp. Theo Khrushchev, Stalin đã dùng tất cả các phương tiện lừa dối, xây dựng vinh quang cho chính bản thân y. Khrushchev kể, năm 1948, tác phẩm Tiểu sử ngắn của Stalin được trình lên cho y coi lại trước khi in. Stalin không có một sự tự trọng tối thiểu nào khi tự sửa đổi bản thảo để gọi chính mình là lãnh tụ vĩ đại, nhà chiến lược siêu phàm của mọi thời đại và sửa bất cứ đoạn nào ca ngợi y không đủ. Ở Việt Nam, cũng có chuyện lãnh tụ tối cao tự ca ngợi đời mình như thế. Thật vậy, nếu không phải do chính miệng của Nguyen Chia, anh hài brother number two của Khmer Đỏ sau anh cả Pol Pot thốt ra, thế giới sẽ không biết lý do hàng triệu người dân Campuchia đã bị giết chỉ vì họ là kẻ thù của nhân dân. Tình đau thủ phủ Nguyen Chia khi trả lời không hiện ra trên khuôn mặt một dấu hiệu sót thương, hối tiếc, Dường như ông ta vừa giết một con gà, một con vịt chứ không phải là 1,7 triệu người trong một đất nước chỉ có 7 triệu dân. Chỉ trong thời gian 4 năm, từ năm 1975 đến năm 1979, 21% dân Campuchia đã bị giết bằng các hình thức vô cùng thảm khốc, kể cả cắt cổ, chặt đầu, gây thương tích và để chảy máu cho đến chết. Những chi tiết trong hồ sơ tòa án do Liên hiệp quốc bảo trợ về nhà tù Tuol Sleng hay được gọi theo mã số là S21 sẽ mãi mãi ám ảnh trong lịch sử Campuchia. Phần lớn tù nhân tại S21 bị giết sau thời gian tra tấn bằng các thủ đoạn tàn độc như xẻ thịt, đổ rượu vào vết thương. Trong số 17.000 tù nhân tại Tuol Sleng chỉ có 7 người sống sót. Trong phiên tòa hôm 8 tháng 12 năm 2011, thậm chí Nguyen Che còn phản đối dư luận dám nói xấu đảng Cộng sản. Khmer Đỏ không phải là những người xấu đâu nhé thật vậy nếu không phải do chính ngòi bút của hoàng tùng nguyên bí thư trung ương đảng cộng sản việt nam và là một trong số rất ít người gần gũi với hồ chí minh nhiều năm viết ra có lẽ còn rất lâu người dân việt nam mới biết hồ chí minh không những biết trước mà còn là người bỏ lá phiếu quyết định xử tử bà nguyễn thị năm sau cố vấn trung quốc là la quý ba đề nghị mãi bác nói thôi tôi theo đa số chứ tôi vẫn cứ cho là không phải nếu trong buổi họp đó với tư cách chủ tịch ban chấp hành trung ương đảng và người có quyền lực tối thượng bao trùm lên cả đám đệ tử đa số kia trong bộ chính trị hồ chí minh quyết định khác đi chẳng những số phận của người phụ nữ yêu nước cống hiến con cái của mình tài sản của mình cho cuộc kháng chiến chống thực dân pháp đầy gian khổ của dân tộc không phải chết một cách oan ức mà còn cứu mạng nhiều ngàn người dân vô tội khác trong những lần đấu tố sau đó Tòa án lịch sử dân tộc Việt Nam hôm nay và ngàn đời sau phán xét ông Hồ không phải dựa vào việc ông ta cho là phải hay cho là không phải khi giết bà Nguyễn Thị Năm, nhưng ở chỗ ông ta đã quyết định bỏ phiếu theo đa số. Lá phiếu của ông Hồ chính là viên đạn bắn vào đầu bà Nguyễn Thị Năm. Chủ nghĩa Cộng sản đã tàn rụi ở châu Âu. Nhưng trong năm nước còn sót lại sự khổ đau, chịu đựng vẫn còn đến hôm nay và không biết đến bao giờ mới hết chiến tranh lạnh đã tàn các nước tư bản tự do vì lý do kinh tế đã không còn dương cao ngọn cờ dân chủ như trước nữa họ mặc nhiên chấp nhận chế độ cộng sản như là một thực tế của mỗi quốc gia hơn là một phong trào quốc tế nhân dân bắc hàn cuba việt nam lào trung hoa là những dân tộc chịu đựng trong cô đơn Người dân Bắc Hàn khóc vì sợ hãi, giả dối, bắt buộc hay bị tẩy não cũng đều đáng thương, đáng được cảm thông hơn là đáng trách hay đáng bị cười khinh dễ. Những giọt nước mắt đó trước lương tâm nhân loại chính là những lời tố cáo hùng hồn về một chế độ phi nhân đang tồn tại ở Á Châu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong lần phát hình tới.